Có một cái quán mà cũng to nhất như Bình Tân, menu đủ món từ nằm nước như là Âu Việt, Hoa Nhật, Hàn mà món nào cũng có. Không gian quán thì được thiết kế vừa kiểu vùng biển vừa kiểu cổ kính như là đang ngồi trong phố cổ, rất là hay ho luôn. Quán này là theo kiểu quán ăn gia đình. La Cà quán thì gây ấn tượng cho Phúc bởi mấy cái bạn nhân viên phục vụ món ăn trên đôi giày ba tin rất là chuyên nghiệp. Phúc và đám bạn chia nhau mỗi đứa gọi một món đại diện cho một nước. Mà cái món bò bắp hoa nướng kiểu Hàn trên thang này công nhận là có cái chén sốt ngon ghê á. Một cái tháp nước cam nhâm nhi với lại món ăn trong không gian mát rượi dưới những cái mái che không sợ nắng hay là mưa. Hết món Hàn thì mình qua món Nhật, sashimi với lại bốn món cá hồi, cá trích ép trứng, sò đỏ và cá ngừ kèm thêm một ít rong nho. Mà cái món này để thực sự ngon hơn thì quán nên thay nước tương vị thành nước tương Nhật thì sẽ ok hơn nha. Phúc gọi cái phần sườn nướng la cà nằm trong list món Âu, nhưng mà món này với Phúc thì ăn riêng sẽ ngon hơn khi mà mình kết hợp với lại bánh mì. Thêm một cái món Âu nữa là cái phần thịt nguội ăn cùng với lại bacon và xúc xích Đức thì sẽ phù hợp với lại những ai thích lai rai vừa nhâm nhi vừa trò chuyện nè. Nguyên con gà hấp muối Hồng Kông chất lượng đặt trên cái dĩa khổng lồ mà to đến hai người bưng mới được. Thịt gà dai chắc chấm thêm muối tiêu chanh là hết sảy luôn nghe. Một vòng cát nước thì chả cá La Vọng mang tôi về với lại món ăn đặc sản miền Bắc, món ăn được các em nhân viên hỗ trợ nhiệt tình tận bàn. Mà cá thì sẽ được xào qua cho chín, xào thêm với lại rau thì là rồi ăn cùng với lại bánh đa đậu phộng là xuất sắc luôn. La Cà quán nằm trên đường Lê Văn Quế Bình Tân, cách ngã tư bốn xã chừng vài trăm mét à. Không gian thì rộng rãi mát mẻ vô cùng, cho nên để hẹn hò họp mặt liên hoan công ty hay là tổ chức sinh nhật thì mọi người có thể note ngay lại cái quán này nè.